Cô bác anh chị mình có nhận ra đây là khu nhà nào của em Phương xây dựng không ạ? Vâng, đây là cái khu nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ em Phương xây dựng dành cho anh chị công nhân đang sinh sống và làm việc ngay tại khu công nghiệp Phước Đông thuộc Gò Dầu Tây Ninh của bác anh chị ha. Ở cái khu vực này thì em làm hai dãy nhà và mỗi dãy thì em sẽ làm ra một cái mặt tiền. Cái mặt tiền thì bề ngang là 5,5 m, chiều dài là 10 m. Thì ở đây của bác anh chị mình có thể là vừa ở này, vừa kinh doanh mở kiosk hoặc là bán tạp hóa, là mở quán cà phê, quán nước. Hai cái mặt tiền thì em đã bán được cái bên trái rồi, còn cái bên phải này của bác anh chị ha. Cái mặt tiền này thì em đang để giá là 500. Thì nếu các bác anh chị nào mình không có đủ tiền để mua thì hiện tại em Phương cũng đang cần cho thuê nha. Cho nên là các bác anh chị nào mình có nhu cầu thuê kiosk để kinh doanh buôn bán thì có thể tham khảo cái căn mặt tiền này. Cái vị trí thì nằm sát bên với lại khu Phước Đông, Gò Dầu Tây Ninh của bác anh chị ha. Số điện thoại thì em để trong màn hình nha. Còn vào bên trong khu nhà này thì em xây hai dãy, mỗi dãy là 15 căn. Đường trước nhà thì em cán bê tông và đường trước nhà của mình là 4 m nha các bác anh chị. Cái dãy bên phải này nè là em xây cái mẫu một trệt, một lửng và một lầu. Còn cái dãy bên trái thì em xây là một trệt, một lửng. Nếu các bác anh chị mình đã xem nhiều cái video trên kênh của em Phương thì cái mẫu nhà này em đã làm rất là thành công. Thật sự cái mẫu nhà này em đã làm rất là thành công. 1600 căn nằm ngay thị trấn Đức Hòa, sát bên với lại khu Tân Đức, Hải Sơn của bác anh chị. Thời điểm đó em làm là 1600 căn và lúc đó là cái tỷ lệ dân cư lấp đầy cực kỳ cao luôn, cũng như là cái sức hấp thu của thị trường rất là tốt của bác anh chị. Thời điểm đó các sàn bán rất là mạnh, em gửi cho các sàn chạy rất là mạnh. Đó, vị trí thì rất là đẹp rồi, chỗ đó của bác anh chị mình có thể là ở hoặc là cho thuê rất là tuyệt vời. Hiện tại thì giá thuê khu đó cũng đang là 2 triệu một tháng. Thì sau khi mà thành công ngay tại khu 1600 căn đó thì em Phương có xuống Tây Ninh, ngay chỗ Gò Dầu này. Em làm một cái khu nhà này, ngay khu Nghiệp Phước Đông. Khu này em đã bán được hơn 1 năm rồi, Và hiện tại theo cái sổ sách mà thống kê từ phòng kế toán thì khu nhà này em Phương còn lại được 6 căn. Cái dãy một trệt một lửng thì là còn 4 căn nha. Và cái dãy một trệt một lầu thì còn 2 căn. Và đang thời điểm này đang là những cái ngày cuối cùng của năm 2023 rồi. Tết cũng rất là cận kề rồi. Thật sự là doanh nghiệp công ty của em Phương cũng đang rất là cần cái dòng tiền để có thể là xoay sở cái tiền lương cũng như là tiền thưởng Tết cho cán bộ nhân viên và tắt toán những cái khoản nợ bên thầu cũng như là bên vật tư. Thì khu nhà này em Phương còn 6 căn, em Phương chấp nhận là mỗi một căn là em Phương sẽ cắt lỗ 100 triệu của bác anh chị. Giống như cái mẫu nhà một trệt, một lầu, một lửng lúc trước em gửi cho sàn cũng như là anh em môi giới trong công ty chạy á. Đây, những cái nhà này nè. Lúc trước em gửi cho sàn chạy và bán cho những cái chủ trước là 450. Thì nếu mà thời điểm này của anh chị mình mua từ em Phương, mua từ công ty của em nha, không qua sàn của anh chị ha, mua trực tiếp từ chủ, thì em sẽ để lại cho các bác anh chị mình là 350, giá 100%, không phát sinh nha. Em sẽ hỗ trợ các bác anh chị mình sang tên công chứng luôn. Và trước khi mà em giao nhà là em sẽ làm nhà sạch sẽ mới của bác anh chị, chỉ việc dọn đồ và ở thôi. Và thời gian là em có bảo hành cho các bác anh chị mình là 24 tháng. Đó, 24 tháng bảo hành và giá là 350, không phát sinh. Ở đây nếu các bác anh chị mình chưa có đủ tiền 350 thì đưa trước với em 200, còn làm 150 em sẽ hỗ trợ các bác anh chị mình góp 24 tháng không lãi suất nha. Em nhắc lại là góp không lãi suất nha các bác anh chị, góp trực tiếp cho công ty, góp trực tiếp cho em Phương vào chuyển vào số tài khoản của em Phương của bác anh chị ha. Rồi các bác anh chị nào mình đang làm công nhân tại khu Phước Đông và đang cần tìm một cái nhà tử tế để có thể là chui ra chui vào và đón một cái Tết vui vẻ hạnh phúc 2024, và đặc biệt là không còn phải ở nhà trọ nữa và không cần phải đóng tiền trọ nữa. Tại vì em biết xung quanh khu vực này nhà trọ đang là 1,4 triệu một tháng, 1,4 triệu một tháng, phòng là ngang 3 và 7 là 21 m² của bác anh chị. Và tiền điện ở nhà trọ là 3,5 triệu, trong khi cái nhà của em Phương điện nhà nước sổ hồng chính chủ và điện ở đây là chỉ có 1,5 triệu thôi. Và video đến đây là kết thúc rồi. Em Phương xin chào và hẹn gặp lại các bạn chị ở những video tiếp theo ạ.